cổ bé Mai á. Nhìn bà rất là sang trọng, nhìn như quyền một quý bà luôn á mẹ. Wow, nhìn bà ngoại á hả, đẹp ơi là đẹp luôn. Vậy hả? Ừ, dù gì nhà của Mai á, nhà người ta giàu có, sang trọng, với lại làm ăn á, toàn là làm ăn những cái người kinh doanh lớn không à con. Cho nên cái chuyện người ta có ăn mặc sang trọng như thế nào thì cũng là chuyện bình thường mà. Dạ, nhưng mà bà ngoại của Mai già rồi, nhưng mà đẹp lắm mẹ ơi. Ơi, mẹ lên tới rồi đây. Trời ơi, xe đông quá, kẹt cho nên á là... Ôi, mẹ lên rồi hả? Mẹ ngồi ghế đi. Chào bà ngoại đi con. Cái gì? Bà ngoại chứ hả? Sao bà ngoại nhìn xấu xí, quê mùa, không có đẹp, không có sang trọng giống như bà ngoại của Mai vậy mẹ? Con nhỏ này không được hổn với ngoại nghe chưa? Con phải biết là bà ngoại ở dưới quê lên thì ăn mặc áo bà ba là chuyện bình thường mà. Thôi, con không thích bà ngoại như vậy đâu. Con chỉ thích bà ngoại giống như bà ngoại của Mai thôi. Thôi kệ nó đi, con bé nó còn nhỏ mà. Ngoại xin lỗi vì ngoại xấu xí, trông ngoại quê mùa như thế này. Nhưng mà ngoại có thể làm được tất cả cho cháu gái yêu dấu của bà ngoại đó nha. Thôi thôi, con không cần đâu. Tốt nhất là bà nên tránh xa con ra một chút là được rồi. Con sợ cái mùi hôi của bà sẽ lấn át qua người con. Mi, ai cho con nói chuyện với bà ngoại như vậy hả? Con có ra nói vậy thôi. Nhưng mà thôi nha mẹ, con lên phòng ngủ một miếng. Má ơi, má đừng có buồn con bé Mi nha. Nó nhỏ, nó nói chuyện, nó không biết suy nghĩ gì đâu. Cho nên mẹ đừng có quan tâm. Ôi, có sao đâu mà. Con nít mà, nó thấy sao nó nói vậy. Không sao đâu. Chẳng lẽ má lớn tuổi vậy rồi lại đi giận một đứa con nít. Với lại, nó là cháu của má mà. Dạ, thôi để con dọn cơm cho má ăn nha. Ủa, má mới lên hả? Ừ, con mới đi làm về sao? Dạ đúng rồi. À mà em ơi, chiều nay anh đi công tác á, cho nên em ở nhà. Có gì đưa lúc bé Mi nó đi học nha. Dạ, em biết rồi. Ý, mà chết, không được. Trời đất ơi, chiều nay con cũng có cuộc họp quan trọng. À, mà má ơi, ở nhà má canh 2 giờ, má kêu con bé Mi nó dậy, má cho nó ăn uống, rồi má đưa nó đi học giùm con nha. Ờ, thôi được rồi, tụi bay bận thì cứ đi, để nó cho má lo. Dạ, cũng hên ghê luôn á. Má lên đúng lúc chứ không mà con không biết phải làm sao nữa. Hay thôi, để con chuẩn bị cơm nước cho má rồi con đi làm luôn đây. Ừ, con đi cẩn thận, cái gì cũng phải lo cho sức khỏe mình nha con. Mi ơi, Mi, dậy đi học con ơi, tới giờ đi học rồi nè. Ơi, ai dậy phiền quá. Nhanh nè, mẹ con á, ba mẹ con đi làm hết rồi. Nhờ ngoại ở nhà đưa con đi học. Trời đất, ngoại đi ra ngoài đi. Sao, ngoại lại vô phòng con như thế? Coi chân ngoại tay ngoại dơ như thế kia kìa. À, ngoại xin lỗi. À, thôi để ngoại ra, nhưng mà con nhớ dậy nha không? Trời đất ơi, ngoại ơi, khỏi đi, để con đi học với bạn con. Ngoại khỏi cần đưa con đến lớp. Mắt con bạn bè nó thấy ngoại, nó cười trong mặt con nữa. Con ăn xong rồi phải không? Bây giờ bà đưa con đến lớp, con dắt đường bà đi nha. Trời ơi, thôi, con đã nói với ngoại rồi, ngoại ở nhà đi. Để con đi với bạn được rồi. Thôi, trễ rồi, con đi đây, con chào ngoại. Ây, chẳng lẽ mình quê mùa thôi hả? Đến nỗi con bé nó ghét như vậy sao? Bực mình ơi là bực mình. Đã bảo là ở nhà rồi, đừng có lên trường lên lớp mình làm gì cho bạn bè nó thấy. Ơ, con sao thế? Là vì con bực bội. Thì tại bà ngoại đó. Con đã bảo là ngoại đừng có đến lớp con rồi, để cho bạn bè thấy nó cười cho. Con bị làm sao vậy? Thì mẹ dặn bà ngoại đưa rước con đến trường mà. Ba mẹ bận công việc rồi, cho nên á bà ngoại mới đi thế ba mẹ. Con làm sao vậy? Nhưng mà con không thích, mẹ hiểu không? Con không muốn có một bà ngoại xấu xí như vậy đâu. Từ nay á, mẹ bận thì để con tự đi được. Nhưng mà con có biết đường rất là nguy hiểm hay không? Dù gì cũng là bà ngoại của con đó. Con học cái thói này ở đâu ra vậy hả? Nhưng mà con đã bảo là con không thích rồi. Ủa, ba mẹ bạn đâu rồi? À, ba mẹ mình đi công tác rồi. Đây, bà có lấy cho hai đứa trái cây với nước ngọt. Ăn đi nha. Dạ, con cảm ơn bà. À, mà Mi nè, ngoại có làm sẵn bánh với lại thức ăn. Ngoại để trong tủ, con muốn ăn cái gì thì lấy ăn nha không? Con biết rồi mà, ngoại đi xuống dưới bếp đi. À, công nhận là cậu sướng thiệt nha. Ngoại của cậu á, lo lắng cho cậu như thế, còn làm bánh cho cậu ăn nữa. Ơi, sướng cái gì, mình chả thích tí xíu nào. Mình muốn mà chả được đây. Thôi, ăn đi, đừng có nói nhiều, chán lắm. Sao cho mẹ buồn vậy mẹ? Chắc là mẹ phải đi về dưới quê thôi con ơi. Ủa, mẹ mới lên chơi thôi mà. Ở chơi vài hôm nữa rồi đi mẹ. Thôi, mẹ thấy con bé Mi nó không thích lắm. Ở đây mất công nó lại không vui. Thôi, để mẹ về dưới, nó thoải mái hơn. Cái con nhỏ này bực mình thiệt chứ. Dạ được rồi. Nhưng mà mẹ có thể ở đây thêm một ngày nữa không? Nhưng mà mẹ hãy tránh mặt đi một ngày nha mẹ. Để làm gì vậy con? Thì mẹ cứ nghe theo lời con đi. Ờ, cũng được. Vô đây Mai, vô đây ngồi chơi nè. Ừ, con chào cô mới tới. Mai đó hả con? Con ngồi chơi.
Ủa, mà bà ngoại đâu rồi mẹ? Ngoại con về dưới quê rồi. Ờ, sao lại về dưới quê? Hay, mặc kệ, thoải mái. Con bé này, bà ngoại thương con như vậy mà con lại lúc nào cũng tỏ ra không thích bà ngoại. Ủa, tôi thấy ngoại của bà rất là thương bà đó, lo cho bà từng chút một luôn. Tôi đang muốn mà không được đây nè. Thôi, tôi chỉ thích bà ngoại giống như là bà ngoại của bà vậy đó. Vừa sang trọng, quý phái, chứ không có giống như bà ngoại của tôi đâu. Quê mùa, hơi hát, trên người hả lúc nào cũng có mùi hơi cả. Còn mình á, thì ước có được bà ngoại như cậu. Hay, bà ngoại của cậu tuy á là nhìn có vẻ hơi quê mùa, nhưng mà bà ngoại của cậu rất là yêu thương cậu. Cậu không biết đâu, bà ngoại của mình chưa bao giờ chăm sóc cho mình từng ly từng tí như vậy, cũng chưa bao giờ làm bánh cho mình ăn đâu. Ủa, chứ bà ngoại cậu tại sao lại không làm bánh cho cậu ăn? Bởi vì bà ngoại của mình suốt ngày chỉ đi ra ngoài thôi, tụ tập với bạn bè nè, đi chơi, rồi hả đi nhảy đầm trong hội những người già đó, rồi đi mua sắm. Nói chung á là ít ở nhà quan tâm tới mình lắm đó. Con thấy chưa hả? Mỗi người thì có mỗi hoàn cảnh riêng khác nhau. Lúc nào con cũng chỉ ước ao được bà ngoại giống bé Mai. Rồi con thấy đó, bé Mai lại ước có một bà ngoại giống như con, luôn yêu thương lo lắng cho con. Con lại không cần, con lại cần một người không thích quan tâm đến con cháu, lúc nào cũng chỉ biết đi chơi ở ngoài hay sao. Con xin lỗi, con sai rồi mẹ ơi. Con biết mình sai rồi, nhưng bây giờ bà ngoại đã về quê rồi. Cháu của bà còn ở đây nè, chưa có về. À bà, ngoại ơi, con xin lỗi vì mấy ngày qua con đã có thái độ không tốt với ngoại. Ngoại đừng có giận con nha, con biết mình sai rồi. Trời, có gì đâu, ngoại hiểu mà. Con là cháu của ngoại, chẳng lẽ ngoại đi giận hờn con? Chỉ cần con coi ngoại là được rồi. Con không xấu hổ vì có một bà ngoại quê mùa như ta. Dạ, con không xấu hổ, con xin lỗi ngoại nhiều lắm. Thôi được rồi, để ngoại xuống làm bánh cho con với bé My, với bé Mai ăn nhẹ. Dạ, yeah, đó thấy chưa, bà ngoại của bà tuyệt vời như thế mà bà còn chê. Tôi biết tôi sai rồi mà. Thế ra và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các em. Qua câu chuyện này thì các em hãy nhớ là hãy luôn yêu thương người thân trong gia đình của mình, vì mỗi người thì có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đừng thấy hoàn cảnh của người khác tốt đẹp thì cho là người đó cũng sẽ được đối xử tốt đẹp. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.